Hello anh em nhá, đang xử lý cái cánh cửa của em trai bị cong vênh. Con này thứ nhất là của em bị vênh. Rồi, ok, con này là bị không ngậm cửa các bạn nhá. Đây con này các bạn biết là sao, con này nó không cái ngậm này, nó không ăn được cái ngậm này thì là nó không tới. Bây giờ anh xử lý cho em đơn giản thôi, rất đơn giản luôn. Anh cho em mượn tô vít, em đẩy cái này lùi ra tí cho vào ngậm này xong luôn. Đây nhá, em nhìn dung không? Cái ngậm này này, nó phải ngậm được vào cái vòng này, đúng rồi, thì nó mới được. Còn con này của em nó chưa ngậm tới, mình đã đóng cửa nó không vào. Đây em nhìn này, đấy, đóng mạnh nó mới vào đúng không? Còn đóng nhẹ là nó không tới. Thì bây giờ mình phải đẩy cái này ra tí, đẩy này ra tí. Đây anh cho em mượn tôi biết em đẩy ra tí. Ok, đây các bạn nhá, nó sẽ rất nhiều tình huống xảy ra cái cánh cửa Kia này. Nó sẽ có một số tình huống là chống ồn bên trong cửa ấy đi. Các bạn sẽ nới cái này ra. Đấy, các bạn lấy ra, các bạn đẩy ra ngoài một tí. Đấy, đẩy ra ngoài hết cỡ cho anh. Đẩy ra ngoài hết cỡ, đấy, vừa vịn vừa đẩy, xong vừa xoáy. Rồi. Chứ mà đóng mà cửa mạnh như thế thì tay trâu luôn. Ok nha các bạn nhá. Đây các bạn đóng nó. Đấy, nói chung là nó phải có tâm, chứ không thể làm mà nhẹ phớt được. Đó. Đấy, nó rất đơn giản thôi các bạn nhá. Còn bây giờ khi các bạn nắp vào rồi thì nó sẽ có tình trạng là kêu lọc cọc, thì các bạn dán thêm cho mình một cái chống ồn vào đây là nó sẽ chắc chắn luôn. Đấy, hoặc là em tháo này ra cho anh, tháo ra, em đảo cái đầu rồi đi cũng được. Đảo đầu. Hay không cần. Thôi nhá, nếu mà ngon rồi thì thôi. Đấy. Có nghĩa là cái ngậm này các bạn hiểu không? Cái ngậm này này, khi mình đóng vào đây nó không tới tầm được thì bảo sao cửa nó không vào được, các bạn phải chỉnh cái tầm này cho nó ra ngoài vì cái này nó bị mòn. Các bạn nhìn này. Đấy. Đó, các bạn thấy không? Đơn giản luôn này. Đấy, nhẹ luôn này. Đúng rồi, đấy thế xong, ok. Các bạn là em chỉnh cái kia nó xa quá, nó không tầm, nó không vào được cái ngậm. Đây, sau đây mình sẽ em dán cho con xe này luôn à? Không, em dán con VM. À, con ở nhà đi. Vâng. Ok em ơi, cho túi luôn là xong. Em dán hai cánh đúng không? Hai cánh. Ok, thế đủ luôn. Em cho đây này, cho đỡ bẩn. Mới để anh có cái bình dầu phanh con VM. Phải có mẫu rồi. Ừ, phải có mẫu rồi. Ok. Đây của em có gì đâu, cái răng này của em thôi. Răng này của em không biết chỗ này là 8 mét hay sao nhỉ? 8 nhân với 25. 200 của em tròn nữa. Thank you em. Cái này là trước là mình chỉnh cái ngậm nó bị xa quá, xa cái tầm, thành ra là nó không vào được cửa. Bây giờ mình đặt lại phát là ngon ngay. Còn nếu mà muốn mà không kêu lọc cọc ở xe nữa thì em dán cho anh cái răng vào kia là xong luôn. Về còn thừa răng mất phật trong con này tầm khoảng hơn mét vẫn là ngon, chặt lít cửa luôn. Đây cho là em là 300. Thank you em nhá, cảm ơn em nhiều. Thank you em trai rất là nhiều đó. Các bạn thấy không, cái cánh cửa của Kia K165, K3000 rồi K2007 nó có hai tình huống xảy ra. Một là các bạn đi lọc cọc thì các bạn thay ghét. Còn tình trạng này là tình trạng bị cửa ngậm không tới tầm thì các bạn đặt lại cho mình cái ngậm vừa rồi, mình là quay video các bạn xem nhé. Thank you anh em rất là nhiều luôn. Có anh em ủng hộ mình theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Có gì anh em mà chưa hiểu về cái vấn đề video mình làm vừa rồi thì các bạn gọi điện cho mình. Đấy, gọi điện cho mình sẽ nói lại cho các bạn một lần nữa thì các bạn có thể là các bạn sẽ hiểu hơn nhé. Mong các bạn xem video hiểu cái video của mình. Thank you anh em rất nhiều và rất mong được cái video này giúp ích được cho các bạn. Ok. Bên này nó nóng lắm rồi. Rồi ok anh trai. Rồi xem anh trai nha. Ok. Con này là gì đây? Bây giờ anh muốn hết phải vạch đúng không? Anh muốn nó êm đúng không? Nghe nó không giáp tai đúng không? Thứ nhất, anh nhìn này với anh mòn này. Ngày xưa là nó có cái nhựa ở đây cơ. Có bọc đây nhưng mà lâu ngày quá nó mòn đấy. Anh về anh bôi mỡ cho em, chứ đừng bôi dầu. Có mỡ vào cho em thì nó sẽ bám lên, sẽ êm hơn rất là nhiều. Bên kia nóng nhẹ lắm. Đúng rồi. Đúng rồi, vì các bạn vấn đề là cái ngập cửa này này, lâu ngày quá nó bị mòn. Bên này là mình đúng rồi, cái ngập cửa nó mòn đi anh, chứ bàn đề cửa nhà mình nhá, nó mòn, anh về anh bôi, nếu mà anh không muốn thay anh bôi cho em nhiều mỡ vào thì là nó sẽ êm du ngay. Còn nếu anh mà không khắc phục được không làm thay. Đúng rồi, thay ngập là xong rồi anh, đơn giản mà, còn đóng này là nhẹ lắm rồi. Anh đóng này nhẹ đấy, nhẹ anh khác bao nhiêu luôn đấy. Trước kia mà cứ đánh nhẹ cái nó vào. Bên kia ít mở, bên lái mở nhiều hơn. Đúng rồi anh. Rồi, anh ok, thank you anh. Đấy, bên này của anh ý, thì anh ý nói mình là anh mở nhẹ luôn nè. Nhẹ luôn đúng không anh? Đúng rồi. Đấy là anh sao anh không dán nó đoạn răng bên này vào bên kia đi. Bên kia dán anh bị phần nó bị. À, thế là anh cắt ra gì? Thế về anh bôi mỡ cho em nhá.
Ok, ok anh, em và anh. Đấy, cánh cửa của kia nó có rất nhiều tình huống xảy ra. Nhưng vấn đề ở đây chỗ kia lại là chỉ có hai món: viên cửa và ngọn cửa các bạn nhé. Đấy, có gì anh em chưa hiểu thì video rồi gọi điện cho mình. Thank you anh em rất nhiều.